Ok, hello các bạn. Mới coi đá bóng xong, coi từ mình mới coi từ 10 giờ đêm qua tới 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 nói chung là coi hai trận 10 giờ đêm với 2 giờ đêm thì xin chúc mừng. Đầu tiên là xin chúc mừng, mình cũng là một fan bóng đá. Mình là fan của Messi. Thì đầu tiên là mình cũng xin chúc mừng Croatia và Argentina đã vào vòng trong. Đấy, coi những cái trận đấu thực sự là cảm xúc luôn. Thì từ đầu World Cup tới giờ mình cũng chưa xem một trận đấu nào trọn vẹn cả. Thì hôm nay là đúng hai đội tuyển mình thích, đó là Brazil và Argentina, nên là mình cố gắng thức coi. Mà không ngờ mình thức coi được thật, coi được từ 10 giờ đêm qua đến bây giờ vẫn chưa ngủ luôn. Thì sáng sớm thì ở nhà thì bộ khí hậu bây giờ gần Noel rồi mọi người ạ, lạnh cực kỳ luôn. Mà lạnh thì dâu tây nó rất là thích. Đó. Sáng thì mọi người này có thể thấy này, những cái lớp sương nó vẫn đang đọng trên lá này. Đó, sương nó đang đọng trên lá dâu tây này thì mình trồng được khoảng nhiêu ngày đó, chưa được tháng, chắc cỡ hơn 20 ngày rồi á, hơn 20 ngày ấy, vườn dâu này rồi. Tính trồng hết cơ, nhưng mà đợt này cà chua đang có giá quá nên là mình đã không trồng được dâu hết, mình phải trồng cà chua mọi người ạ. Đó, cũng hơi buồn nhưng mà thôi, có đám này đám trên kia với đám trong nhà thì cũng gọi là tạm ổn đấy. Dâu tây thì bây giờ nó bắt đầu, nó hai mấy ngày rồi thì nó bắt đầu nó ra hoa này mọi người đấy. Một cây này bắt đầu thấy chùm bông thôi đấy, thì cây này nó cũng bắt đầu ra này đấy. Đó, mọi người thấy không, lâu nay thì không lên clip. Vừa rồi thì có mấy chị gái nhắn tin cho mình là bảo ôi sao dạo này em làm gì mà em không ra clip mới vậy. Thì mình cũng thật sự là xin lỗi mọi người rất là nhiều, bởi vì thực ra thì một phần là bận, với hai là lười, thứ ba là mình dạo này bị ốm á, dạo này bị ốm mà ốm gần tháng rồi, đau họng mãi chẳng khỏi, đau họng viêm họng hạt đó mọi người. Nó mình cũng bị bệnh lâu lắm rồi, bao năm nay rồi, 6 7 năm nay rồi, cho nên là cũng rất là khó chịu trong cái cổ họng ấy, nên là nó lại còn bị trào ngược dạ dày nữa. Mà gần đây ở lên nhiều quá, đây là chia sẻ chút xíu cho mọi người thôi. Thì hôm nay làm một cái clip vui vui cho mọi người xem đấy. Thì hôm nay dâu nó cũng được hai mươi mấy, 25 26 ngày tuổi rồi, thì mình sẽ làm những cái gì cho dâu tây đấy. Thì đợt mới trồng á thì mình cũng xử lý một lần thuốc nấm, hai lần thuốc nấm rồi và hai lần thuốc sâu rồi đấy, thì nó mới được như thế này nha mọi người. Thì có sao mình nói vậy chứ, kêu vườn thế này mà không phun thuốc thì không được đấy, phun phải phun từ đầu mọi người ạ. Thì hôm nay thì những cái cây như thế này thì mình ưng thì có hoa, như thế này mình ưng thì mình để, còn không thì tí nữa mình cắt hết thôi đấy. Còn những cái ngó như thế này thì cũng có thể mình để và cũng có thể mình bỏ, những cái nào mà mình cảm thấy nó đủ khỏe và nó chỉ nuôi được một hai cọng ngó thì mình lấy, còn nếu mà không thì thôi cũng bỏ luôn đi đấy. Thử một lần chơi lớn xem là nó có trầm trồ không. Mọi mọi khi á thì mình lấy hết, còn bữa bữa nay thì là mình có thể là mình không lấy hết, mình và mình bỏ. Và ở cái không khí nhiệt độ ngoài trời này á thì buổi sáng nó rất là lạnh nhưng mà đến trưa chiều thì nó cũng khá là nóng, bởi vậy nên mình cũng nảy số trong cái đầu của mình á là mình sẽ thiết kế một luống thử, mình thử che cho nó, che nhưng mà không che bằng cái lưới mát mọi người, che nhưng mà mình che cái lưới côn trùng, che cái lưới côn trùng nhưng mà nó bằng cước màu trắng ấy, có nghĩa là nó cũng cũng che nhưng mà nó sẽ cản giảm được cái mức độ nắng nhất định thôi, chứ mình không dùng lưới màu nữa mọi người hiểu không. Lưới màu là những cái lưới như là lưới lan, lưới màu xanh này, lưới màu xanh đậm này, lưới màu xanh lá cây này, thì có hai loại lưới đấy. Trước đây mình cũng đã sử dụng rồi nhưng mà mình thấy nó không chưa ok lắm, thì bây giờ mình muốn đổi vía sang một cái lưới khác, có nghĩa là lưới côn trùng. Thì mình cái lưới đó nó màu trắng tinh luôn đấy, thì nó màu trắng ấy thì mình là nó hát nắng mọi người ạ, nó cản, nó hát nắng, có nghĩa là nắng vô nó thì nó sẽ không có hấp, nó không có hút, thì vì cái màu đó là màu trắng mà màu màu cước ấy là màu trắng, cho nên là mình sẽ che thử một đoạn xem là tình hình nó như thế nào ấy. Cây dâu thì nó gần đây thì nó cũng phát triển, nó cũng mạnh hơn một tí mọi người ạ. Ấy thì hôm nay thì cũng sẵn tiện là nói luôn cái vấn đề này, tại vì trồng dâu thì
mình trồng dâu cũng có thâm niên rồi, cũng lâu rồi, cho nên là tới giai đoạn của nó thì mình bắt buộc phải xử lý thuốc. Đấy, thì đến lúc nào cách ly thì mình cách ly thôi, chứ mình không không dám nói là mình không không vườn vườn mình không sử dụng thuốc đâu. Đấy, mình vẫn sử dụng thuốc nha mọi người. Nhưng mà mình khi mình hiểu được cái cơ chế của nó rồi ấy, thì mình sẽ biết cách cách ly nó một cách an toàn nhất có thể. Đó là theo cái cách nghĩ của mình thôi, chứ còn những cái chỗ khác làm thì mình không biết được. Đấy, thì ở đây thì mình giai đoạn này á là giai đoạn cây 20 mấy ngày tuổi. Đấy, mình cũng đã cho ăn được 2 lần phân rồi, mình thấy nó đang còn hơi ít và cây nó đang hơi yếu mọi người ạ. Đấy, khi nào mà cây nó khỏe, mọi người thấy không, cây mà nó yếu á, là cái cọng của nó sẽ có cái màu đỏ như thế này. Đấy là nó bị nắng này và nó bị yếu yếu rễ và kém dinh dưỡng á, thì nó màu đỏ như thế này. Nhưng kém dinh dưỡng á, thì cái cọng dâu này của cái cọng này này nó sẽ gầy hơn. Đấy, nó sẽ gầy hơn, nhỏ hơn. Còn nếu mà nó đủ dinh dưỡng á, nhưng mà nó vẫn bị nắng á, thì cái cọng này nó vẫn to, nhưng mà cái cọng này nó sẽ màu đỏ. Đấy, thì nó hơi nắng, nó nóng quá thì nó hấp lên y như là con cua á mọi người. Con cua với con tôm khi mà mình luộc lên á, thì nó sẽ cái màu y như là màu gạch ấy. Đấy, thì nó nóng quá thì nó như thế này. Còn khi mà nó ra được rễ rồi và cái cây bắt đầu nó đâm rễ và nó khỏe hơn rồi á, thì mọi người để ý này, cái tàu lá này của nó không không đỏ nữa, nó màu trắng đó, mọi người thấy không? Đấy. Đấy, cái tàu này này, này mọi người thấy không? Nó màu đỏ này. Nhưng mà cái tàu này nó mới ra thì nó lại màu trắng. Đấy, cái tàu này nó mới ra thì nó cũng màu trắng luôn. Đấy, thì chứng tỏ là cái dâu nó đã bắt đầu bén rễ rồi. Thì cũng là nhờ cái công sức mình xử lý kích rễ cho nó nữa, xử lý kích rễ này, thuốc bệnh và thuốc sâu, ba loại luôn nha mọi người. Thì ở đây mình có ba loại mình hay sử dụng thì mình giới thiệu cho mọi người thôi. Đấy, cái gói này là cái gói cạc đen đa diêm. Đấy, thì cái gói này là nó có cái phần bệnh hại ở đây này. Đấy, rồi lúa hành này, có dâu tây hoa hồng này nha, thán thư, phấn trắng, mốc xám, đấy, đốm nâu, bã trầu. Đấy, thì cái này thì mình xử lý cho nó trong giai đoạn này. Ok, thì cái là một loại thuốc nấm nha mọi người. Đấy, đó. Còn cái này là thuốc thuốc sâu dạng sinh học. Đấy, thì cái này nó chuyên diệt sâu cuốn lá với sâu tơ rồi bọ trĩ. Đấy, còn cái này thì là cái thuốc GA3 kích rễ. Nó có chữ GA3 này. Đấy, kích mập kích bật mầm chồi này. Thành phần của nó thì có cái quan trọng nhất đó thì là cái gibberellic, đấy là cái axit GA3 đấy, thì là cái kích thích sinh trưởng. Rồi còn bên cạnh đó nó có một số các cái vi lượng khác, thì mình hòa vào mình phun cho nó. Đấy, thì là ba cái loại này thì là mình sẽ phun cho nó trong ngày hôm nay. Thì còn bên cạnh đó là mình có sử dụng một cái kéo nữa. Nó cứ bị đờm ở trong họng ấy, nó ngứa lắm, nó ngứa ngứa, nó vướng víu, nó khó chịu lắm. Rồi cái kéo này thì mình làm cái gì? Cái kéo này thì mình sẽ đi cặp 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 những cái cây nào mà nó có cái đấy á, thì bây giờ mình sẽ đi tìm những cái cây nào mà nó có cái tàu lá mà nó bị hư này, rồi cái cọng dâu tây nó bị cháy này, là mình sẽ cắt bỏ đi hết một lượt nha mọi người. Đấy, đây nó ra bông này này, đấy cái chùm hoa của nó này, đấy cái bông của nó đây này, bông màu xanh như này thì gọi là tạm ổn nha, nhưng mà nó không đẹp đâu mọi người. Mọi người nếu mà để ý mà nó đẹp á, nói chung là siêu phẩm của dâu tây khi mà nó ra hoa á, là nó phải màu xanh nõn chuối mọi người. Cái này nó là màu xanh nõn chuối nhưng mà nó lại hơi ngả vàng, thì chứng tỏ là vẫn chưa đạt lắm, cho nên là mình chú trọng cho nó một tí. Cái mùa này thì mình đoán là tất cả mọi nơi, thì kể cả ngoài Bắc lẫn trong Nam, thì đều là đón các cái không khí lạnh, bởi vì gần Noel rồi. Tất nhiên là ngoài Bắc thì nó sẽ rét hơn ở trong Nam, cho nên là ngoài đấy người ta sẽ trồng dâu tây ok hơn. Cũng như là mọi người biết Đà Lạt nó là một cái vùng cao, cái vùng mà nó cao hơn cái vùng nó cao, cho nên là cái không khí của nó sẽ rất là lạnh, cho nên là người ta trồng dâu tây nó hợp hơn là những cái vùng đồng bằng như mình. Nhưng mà biết làm sao được, mình muốn trồng, mình thích trồng
thì bằng mọi cách mình phải tìm hiểu nó và mình làm cách nào để cho nó thuần theo mình ấy. Đấy. Đấy mọi người thấy không? Đấy, cái này nó đang ra hoa đây này. Đấy, cái này thì nó chưa có hoa. Đấy, mà mình chưa phát hiện thấy con sâu nào cả. Phát hiện thấy con sâu thì mình sẽ xử lý ngay, nhưng mà hôm nay thì theo cái chu kỳ của nó thì mình phải xử lý rồi. Đây, nếu mà mình xác định lấy ngó thì những cái này mình sẽ bỏ hết đi nhá. Đấy, những cái này mình sẽ bỏ hết đi. Đấy, mình lấy một cái này và một cái ở trên kia thôi, là mình sẽ không lấy nữa. Đấy, lấy hai cái thôi là ok rồi. Nó đẻ ra nữa là mình cũng bỏ luôn nha mọi người. Đây, ví dụ như bên này là mình sẽ cắt đi này. Thôi thôi mình quay lên đây đã. Đây đây, ví dụ như cái này nó hơi yếu này, cái cây này nó ra hơi yếu thì mình sẽ bỏ cái này đi này. Đấy, bên cạnh đó là nó sẽ có một cái này nó bị cháy này, nó nắng quá đó mọi người, nó cháy nhưng không sao. Rồi mình cắt bỏ đi luôn cho nó gọn gàng đẹp đẽ một tí. Đấy, mình sẽ cắt tỉa cho nó hết một lượt nha mọi người. Cắt tỉa nó hết một lượt đấy. Đấy, rồi mình mới đi phun cho nó một lần thuốc. Xong rồi đây là mấy mấy cây cà chua mọi người, mới trồng qua xong nó mới đứng được ấy. Bây giờ mình phải đi làm nhiều việc lắm nên là cũng ít thời gian quay cho mọi người xem, nhưng mà dạo này ship cây vẫn ok, ship cây vẫn ok cho mọi người đấy. Đây này, những cái mà nó bị hư này là nó màu đen đây này, đấy là mình cần phải cắt bỏ đi. Đó, mình phải đi hết một vòng mà mình cắt bỏ xong rồi bắt đầu mình xịt xịt cho nó một lần thuốc. Mình xịt vào buổi chiều nhé mọi người, xong đó là mình sẽ tưới phân cho nó, đi phân cho nó ấy để cho nó phát triển cho nó nhanh. Có như một số bụi nó lên rất nhanh nhưng một số bụi nó vẫn đang lên hơi chậm, như bụi này nó lên nhanh này, nó khỏe này này, tàu lá của nó ra là màu trắng múp này này, lá cũng dày này này. Đấy, những bụi dâu này nó ra hoa thì sẽ rất là khỏe nha mọi người. Đấy, mình sẽ bước qua bên này nhá, hơi hơi rung rung máy. Đấy, mọi người thấy không, mình trồng năm nay cũng được ít ít hơn năm trước ấy, không được bằng năm trước đâu, nhưng mà thôi biết sao được, giống năm nay bán hết bố rồi còn đâu nữa, giống được bao nhiêu là cứ xách đi bán tất rồi, chả còn được bao nhiêu. Thế mà trồng cũng chả ra chả được mấy, chả được nhiều mấy. Đấy, những cái này là nó bị cháy nắng này mọi người, cháy nắng này mình cũng phải bỏ hết đi, để cho cái nào mà không được đó là mình dỗ luôn rồi mình trồng cái khác vào cho nó nhanh. Chứ bây giờ cứ nuôi mấy cái thể loại này là không ăn thua, xịt thuốc như nhau rồi phân bón như nhau, mà ai mà lên được thì mình giữ, còn ai mà không lên được thì thôi là thôi xin vĩnh biệt. Đấy, vĩnh biệt luôn cho nó đỡ mệt mỏi, đỡ mệt mỏi. Đây, cái này nó bị hai cái này thì mình cắt bỏ luôn nhé. Cái dâu này thì nó cần một chút tỉ mỉ mọi người, chứ không thể qua loa được. Cho nên mọi người làm thì những người mình làm thì phải hết sức là yêu yêu cây, yêu dâu, và nói chung là có một cái niềm đam mê lớn thì mình mới theo được nha mọi người. Chứ miền Nam này trồng thì không dễ bằng như miền Bắc và Đà Lạt đâu. Đấy, mình thì mình không ở Đà Lạt. Đấy, cho nên là mình cũng là một trong những cái kiểu là khó khăn hơn, cho nên là mình phải tìm cách nào đấy mình làm cho nó ok nhất có thể. Đây, đám hoa này thì một số bạn hỏi hay hỏi mình là cái chùm hoa này hoa đầu ấy thì có bỏ hay không, thì mình sẽ giải thích cho mọi người như thế này. Chùm hoa đầu thì mình có thể bỏ và cũng không thể, và không có thể sẽ bỏ và có thể không, sẽ không bỏ nha mọi người. Nó bỏ trong cái điều kiện là cây nó khá là yếu, nó không có sức. Đấy, mình nhìn cái cây nó không có khỏe thì mình bỏ nó đi. Đấy, cắt bỏ không thương tiếc luôn. Kể cả ngó ra mình cũng bỏ luôn, vì cái đấy là nó không thể, nó ra là ra cho vui thôi, chứ thực ra là không không có tác dụng nhiều. Cho nên là thôi, mình sẽ bỏ nó đi để nó tập trung nó nuôi cây cây mẹ đã. Còn đối với những cái loại không bỏ thì là những cái loại nó khỏe. Đấy, như thế này thì mình sẽ có thể giữ được nha, có thể giữ được, còn tùy từng người.
người ta ích ưng thì người ta giữ, còn không thì người ta có cũng có thể vặt bỏ đi. Vặt đi thì nó cũng ra lại cái khác thôi. Nhưng mà nhiều khi là có thời gian thì mình làm, không có thời gian nhiều khi mình cũng mặc kệ luôn ấy. Thì đó là mình giải thích cho mọi người như vậy. Mọi người có thể bỏ và có thể không. Thì bỏ thì trong điều kiện cây yếu, còn không bỏ thì trong điều kiện cây nó mạnh hơn thì mình không bỏ. Thế thôi. Đơn giản vậy thôi. Đây là một số cái nấm này, cái nấm chớm xuất hiện này. Nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy á, cái nấm này nó khô rồi. Thứ nhất là nhìn cái vết nấm này là nó có dấu hiệu nó khô rồi, nó không có lây nữa. Đấy, nó không có lây sang cái lá khác nữa. Thì mình cũng tạm thời tạm ổn. Đấy, chứ còn nếu mà nó đây một chấm này, đây một chấm xong lại sang cái lá này, đây một chấm nữa thì là cây đấy là nó đã bị lây rồi, cho nên là các bạn phải xử lý thuốc ngay. Đấy, dâu tây thì nó cũng khá là mẫn cảm với một số các cái loại thuốc, bởi vậy nên các bạn nên chọn một số các loại thuốc lành. Đấy, mình phun cho nó nhẹ, nó dạng bột ấy, chứ đừng có phun dạng nước. Dạng nước thì nhiều cây nó vẫn không chịu, nhiều ấy, nó vẫn không chịu, dâu nó vẫn không chịu, bởi vì nó nước thì nó có nhiều nhũ dầu với lại cái phụ gia, cho nên là khi phun vào thì dâu tây có thể nó gặp thời tiết nắng nóng quá thì nó sẽ phản ứng với thuốc ấy, thì nó sẽ gây ra hiện tượng là như thế nào nhỉ, nó gây ra hiện tượng là bị cháy lá mọi người, cháy lá rồi nhẹ hơn thì nó là nó hư cái ngọn của mình đi, thì là nó rất là dở. Nó chỉ cần chậm một cái đấy thôi là nó sẽ chậm rất là nhiều thời gian, bởi vậy nên là mọi người lưu ý cho mình cái khoản đấy. Nếu mình không biết thì mình đi xem người ta làm, người ta phun cái gì thì mình phun, mình mua theo mình phun cho nó an toàn. Chứ phun bậy thì, mà nếu mà tôi muốn thử nghiệm á thì các bạn nên phun 1-2 cây thôi, chơi chơi thôi, thì mình phun 2-3 ngày xem nó có làm sao không. Nếu mà nó không làm sao thì ok, mình có thể phun toàn bộ. Còn nếu mà nó có hiện tượng gì đấy thì mình phải không phun nữa, hoặc là mình đổi cái liều lượng nó đi, mình giảm bớt cái liều lượng nó đi. Đấy, như mấy cái ngó này là ra khá là đẹp này. Đấy, mấy cái này mà vào cây cốc rồi bán, rồi chờ ấy lên bán là rất là ok này. Đấy, cái này mình khoái lắm. Tại vì nhiều khi trồng lên ấy, đấy, quả thì nó có thể nó không được như ý, nhưng mà cái cây mình làm ra mình cảm thấy mình hài lòng, mình bán cho mọi người mình cũng rất là yên tâm. Cho nên là nhiều khi mình làm chẳng phải mục đích lấy quả đâu, mình làm vì mục đích lấy cây nữa cơ. Đấy, mình cũng chia sẻ thật với mọi người luôn. Chứ mình ít khi bán cấy mô lắm, mà mình cũng chả bao giờ bán cấy mô luôn. Vì cấy mô bản thân mình đã trồng rồi, trồng nhiều rồi là đằng khác, nhưng mà mình thấy nó khó quá. Nó mất công chăm sóc này, rồi mất thời gian rất là nhiều, cho nên là rất là ngại luôn. Mình muốn làm cái nào cho nó nhanh nhanh một chút, mà mình trồng cái này với cái kia thì nó cũng chả khác gì nhau. Đấy, quả nó ra cũng thế. Đấy, chứ cũng dâu tây thì không có ép nào nhau các bạn, nó sinh sản kiểu là đẻ đái tùm lum tá lả ra rồi nó cứ thế nó ấy thôi, chứ không phải là các bạn đừng có nghe trên mạng quảng cáo rồi ép mấy. Cái này phải ép một nha, phải ép một mới được nha. Không cần biết, các bạn cứ cái ngó nó ra như thế này, mập mạp như thế này, lên cây đẹp là các bạn xúc. Đấy, cứ cây đẹp là các bạn xúc, trồng ok là nó ra quả thôi, không việc gì phải F1 với F2, F0 nữa. Rất là mất thời gian, và mình xin cam đoan lại một lần nữa các bạn. Nếu các bạn nó nghe thì ok, còn các bạn không nghe thì các bạn có thể là tìm cái lựa chọn khác. Chứ còn nếu mà mình thì mình vẫn giữ nguyên một cái quan điểm là dâu tây nó không có ép mọi người, mọi người cứ trồng cây giống nó khỏe, rễ nhiều. Đấy, là chuẩn bị giá thể ok, là với nước tưới, độ ẩm, ánh sáng đầy đủ là kiểu gì nó cũng lên hết. Đấy. Một á, nếu mà các bạn trồng dâu có những cái điểm sai này này mọi người này. Thứ nhất là các bạn mua giống yếu này, giống nhỏ, giống yếu này, giống ít rễ này, và mua về cái rễ nó bị già, bị đen. Đấy là một. Thứ hai là các bạn sai là các bạn làm giá thể sai, có nghĩa là các bạn trộn quá nhiều phân,
hoặc các bạn trộn quá nhiều phân bò xơ dừa hoặc là phân hữu cơ vi sinh khác, rồi mình quên mất là cái giá thể chính phải là đất hoặc xơ dừa, hai cái loại đó mình chọn một thôi cũng được đấy, nhưng mà nó phải đóng cỡ 70-75% cái giá thể chính đấy, còn các cái còn lại thì nó chỉ tầm 25% thôi đấy, 25-30% thôi đấy thì nó mới được, chứ còn các bạn cứ cho 50-50-1-1 rồi các thứ là không ăn thua nha mọi người. Với cái thứ ba là mọi người trồng là mọi người hay che, mình phê bình các bạn này đấy, phê bình các bạn với các cái cô chú anh chị nào mà thứ nhất là dùng vỏ trứng gà này đập ra bón cho dâu tây này đấy, vợ mình đấy ý, vợ mình chở một lần ba đứa đi nhá, một đứa là con em, hai đứa con của mình, đi ra ngoài kia gửi về mới có thời gian làm, chứ dạo này bận lắm chẳng có thời gian làm. Rồi đấy là cái vỏ trứng này đập ra xong bón này, các bạn nghĩ là tốt này, đấy là không phải này đấy, vì vỏ trứng ấy nó bản thân nó cũng là canxi, nó cũng là một dạng phân bón, nhưng mà cái dạng này nó là cây trồng nó không hấp thụ được, bởi vì nó đang ở cái dạng nó đâu có tiêu được đâu mọi người, nó đâu có chuyển hóa được đâu mà dùng cái vỏ trứng. Thứ hai là các bạn về các bạn lấy thấy nó nắng quá, cái bắt đầu các bạn lấy rơm lấy rạ các bạn quấn quanh cái chậu, là cái đó lại là một sai nữa đấy. Như mình đây nó nắng quá đúng không, mình có thể rải lên đây được này, để cho nó nắng vào đây thì nó đỡ nóng cái bàn này lên đó, thì được. Chứ còn các bạn làm cái chậu, nó cái chậu của các bạn nó to rồi mà các bạn lại để ở trong cái nơi mát nữa, cái nơi ít nắng nữa, rồi các bạn lại che thêm cái rơm rồi vô đó nữa thì nó lại càng sinh ẩm, mà ẩm á, mà nó lại không có thoát được cái hơi ẩm đi á, mà nó lại cứ tích tụ lâu ngày á thì nó sinh ra nấm, mà nấm đó thì là nó lại cắn vào cái lá, cắn vào cái phần rễ của mọi người, cho nên là nhiều cái nó không phát triển được, nhiều cây dâu nó cứ đứng đơ, nó không phát triển được đấy, và nó sẽ chết từ từ. Vậy nên là mọi người tuyệt đối là không dùng hai loại đấy. Thứ ba là cái vấn đề phân bón. Có rất nhiều bạn trồng dâu họ không cần bón phân luôn, họ chỉ trộn đúng cái giá thể, họ trồng vẫn lên đẹp nha, chưa cần bón phân một cái gì hết, nó vẫn lên đẹp. Nhưng mà có các những người á, thì là trồng không lên được, cứ nghĩ là do phân, là do mình chọn lựa cái loại phân nó không đúng, hoặc là cái gì đó nó thiên về nó kiểu như là không có dinh dưỡng, với lại là không đủ dinh dưỡng rồi các thứ đó, thì không phải. Mình nói thật với các bạn luôn, phân bón nó chỉ chiếm khoảng 25% tới 30% là cùng lắm rồi đó, trong cái quá trình phát triển của dâu tây thôi, chứ ban đầu dâu tây nó cũng không cần nhiều phân bón mọi người ạ. Đấy, khi nào nó ra hoa đậu quả thì mình bón thêm cho nó thôi, chứ còn thực ra cái cây này nó cũng là thuộc dạng một trong những cái loại là ngắn ngày, cho nên là cái lượng ăn của nó là nó có thể là nó bù trừ với nhau được, nhưng nó không cần phải quá quan trọng về phân. Và đặc biệt đó là những cái loại như là dịch chuối này, rồi dịch cá này, thủy phân này, các thứ này, rồi các bạn đấy, các bạn cứ đồng ý là những cái đấy thì có thể là nó tốt, nhưng mà theo mình thì không nên tốn tiền mua những cái đấy làm gì cả. Các bạn cứ chuẩn bị tốt phần giá thể thứ nhất, thứ hai là các bạn set up một cái chỗ trồng, ánh sáng phải nhiều, ánh sáng ánh nắng phải có nha. Đó, cộng với đó là cái việc mà những cái ngày đầu mình chăm sóc là mình phải tưới thường xuyên và phun qua lá cho nó mát, đấy là những cái quan trọng nhất, chứ còn không phải là phân bón các thứ đồ đâu. Mọi người hiểu nhầm rồi, mọi người theo mình là hiểu nhầm rồi đấy. Nếu các bạn trồng dâu theo kiểu thuần túy và trồng dâu theo kiểu nhà ăn, con cái nó ăn cho nó sạch cho nó khỏe đó, thì các bạn cũng không nên quan tâm quá nhiều đến phân bón làm gì nha. Đấy, như mình thì có, mình mới quan tâm thêm thôi, chứ còn thực ra thì có cũng được không có cũng chẳng sao. Miễn sao là có cây bán là được, có quả bán là được, chứ còn mấy cái đó mình cũng không đặt nặng lắm đâu đấy. Cho nên mọi người cũng đừng có đặt nặng quá cái vấn đề đấy đấy. Mình trồng nó tốt rồi nhưng quả nó bé thì mới là mình tăng phân thì được, mình chọn phân thì được, chứ còn nếu mà mình trồng nó chưa lên rồi
mà nó chưa tốt cái cây của mình rồi, mình có bón phân vô nữa không bao giờ nó tốt được, mình cá với các bạn luôn. Nếu mà nó đã không có cái, có cái bộ rễ, không có ra được rễ, cái giá thể nó không hợp, không ra được rễ, không có phát triển được cái cây, cái ngọn, cái đọt, cái lá của nó tươi, nó khỏe, nó dày, nó xanh và nó múp 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 máp ấy, thì mình khẳng định luôn các bạn, bón phân vào thì nó càng chết thôi. Đấy, khi nào mà cái cây nó khỏe, cái rễ nó nhiều, mình bón phân vào, nhưng mà phải bón loãng, bón phân nhiều vào đấy, thì lúc đấy nó mới ăn được. Đấy, như cái dạ dày của mình vậy thôi, dạ dày nào mà nó bị viêm loét rồi, nó bị ung thư các thứ rồi thì nó không ăn hấp thu được, không chuyển hóa được thì làm sao mà nó nuôi cơ thể được. Đấy, đầu tiên là phải bộ rễ mà. Cây của các bạn không phát triển được, các bạn càng bón phân nó lại càng chết. Mình thề luôn. Nói mình thề thì nó hơi quá, nhưng mà nói chung là mình cũng có kinh nghiệm rồi, mình khuyên các bạn vậy thôi, các bạn nghe thôi. Chứ bây giờ nói trên mạng cũng nhiều người làm, người ta cũng hướng dẫn đủ kiểu, chứ không phải là một mình. Nhưng mà mình làm như thế nào thì mình nói như thế đấy, không bao giờ mình nói kiểu như là hơn hay bớt đâu. Đấy, thì mình cũng có được cái gì đâu. Thì bây giờ mình nói, ok các bạn cảm thấy nghe được, thấy có lý đi, nghe được, thì các bạn có thể áp dụng nhẹ nhẹ một cái đi. Đó, rồi coi nó làm sao. Đầu tiên nó mình cứ nói nhắc đi nhắc lại quá nhiều lần rồi. Đầu tiên là phải giá thể, thứ hai là cái giống mình mua. Giống mình mua nó phải khỏe đã, chứ các bạn mua giống về mà nó eo 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 eo, cây thì bé tẹo teo ấy, được có 2-3 cái lá, xong bắt đầu là được có mấy cái rễ, xong rồi ở trong cái phê, trong cái khay, cái xốp, trong cái khay xốp như thế này này, bắt đầu có lỗ, bắt đầu người ta băng keo lại, người ta gửi cho các bạn, các bạn nhổ lên là cây thì nó vẫn còn tươi, nhưng mà thực ra là đen hết cái đầu rễ rồi, hư hết rồi, dở lắm rồi. Đấy, cho nên là thôi, chọn cái giống nào cho nó thật khỏe, rễ nó nhiều. Đấy, mình về mình trồng thì tỷ lệ sống nó cao, nhanh ra hoa quả hơn. Đấy, thì thôi, vợ mình lại gọi rồi, mới đi đây mà đã gọi rồi, thôi thì mình tắt đi, kết thúc cái video này. Lâu lâu thì làm cái để cho mọi người xem cho đỡ buồn. Mọi người nếu mà vẫn ủng hộ mình thì có thể đặt hàng mua giống giúp vợ chồng mình qua số điện thoại 0972574848, Zalo của mình cũng như là số điện thoại đấy, thì các bạn có thể gọi nhé. Mình xin tạm biệt mọi người nhé.